chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn thấy cái cách mình tarot ren M18 nha các bạn. Đây thì cái máy con của mình nó nhỏ nên mình không có thể tarot một phát mà suốt cái lỗ này luôn được, mình phải tăng lên làm 3-4 lần nha các bạn, và để đảm bảo cho cái mũi tarot nó không bị hỏng, dễ bị vỡ. Cái mũi tarot mình này là dạng mũi có dẫn hướng nha các bạn, phôi nó đi phía dưới, còn có một loại mũi tarot nữa là nó đi phôi lên trên thì nó sẽ an toàn hơn, nó không bị vỡ mũi. Cứ mỗi lần mình xuống 10 ly vậy á, mỗi lần xuống 10 ly mình lại cho nhấc lên, cho lại xuống chiều sâu tiếp. Mình đang cho xuống chiều sâu tiếp vậy, không phải là ào một cái. Nếu như mà ở máy CNC hay là máy cứng hơn nữa thì mình sẽ làm được, cái máy con này mình yếu. Đó, cứ mỗi lần xuống là mình cho 10 ly thì bạn cái này ha. Ngày xưa thì phải quay tay M18, M20 quay được mấy con thì đuối luôn, nối tiếp. Giờ có máy rồi cũng bớt vất vả đi mọi người. Đây, trên tay mình đang cầm con Tarot M18 này. Chỗ mình xài toàn dùng Nachi nha mọi người. M18 ước 2.5 mũi Nachi của Nhật Bản. Thì xài loại này thì thấy nó xài ngon hơn cái loại thép gió kia rất là nhanh vỡ. Đây là các thanh tarot xong rồi này. Để đảm bảo độ đồng tâm và chính xác thì tốt nhất là mình nên tarot máy nha mọi người. Tarot tay thì nếu như mà các bạn bắt chính xác á thì nó không sẽ được thắng hàng. Gá lên và đưa phôi xuống thôi, rất chi là đơn giản. Thì đó, phôi cứ chạy xuống dưới không ạ. Ok, thì video hôm nay đến đây là hết nha. Thì mình cũng quay các bạn thấy cái cảnh tarot M18 nha, nó thay thế bằng tarot tay nha mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha ở những video sau.